chào quý cả nhà, xin chào cả nhà của YouTube Hồ Bích Tâm Official. Đi rồi, đi rồi. Cả nhà kênh YouTube của Ghé Hồ Bích Tâm Official. Mình không quay thì mình bớt nhỏ nhỏ nó tiếng nhỏ lại chứ. Mình ồn ào quá. Chị Bê ngồi chẳng chốt hàng làm gì cười quá trời. Cái gặp nhỏ nào đây. Bây giờ là soạn đồ cho mẹ tính về nha cả nhà. Bốn giờ mà tính ra bánh xay gì cả nhà ơi. Về quê nó mưa quá trời quá đất. Lại trời cho chiều nay xe không đổ xăng được. Lại trời chiều nay xe không đổ xăng được nó hầu lại ấy. Ở lại thêm mấy ngày nữa. Lại phạt đổ xăng vô. Cái gì đây? Không có gì mà đi làm. Đó què. Thôi đâu. Có mà đi mà đi làm mà. À, vậy đi lon không? Một bịch cà phê nè. Sữa rửa mặt này là trị mụn cho cô từng tí cô Bi. Cô Bi, sữa trị mụn nó còn không? Còn nửa che nó để dành. À nghe được rồi. He che dầu gió Mỹ. Về cho bà ngoại một che mẹ. Đồ của mẹ tính nè. He bộ nè. Bộ này đoan bận nữa là 3 bộ nè. 4 bộ nè. Còn bốc 3 nè. Nam bộ nè, cô bắt ba là cho bắt ba, cô có mẹ một bên mẹ 6 bộ, 7 bộ mà. Số 1 là của mẹ nè. Mẹ có số nha. Số 2 của bắt ba nè. Đây 3 bộ, 4 bộ này của bắt ba nè. Đó, 4 bộ của bắt ba. Đó. Con làm gì đây nữa? Có đồng dài thì ghé cho cả nhà. Lấy con ghé chứ cho đâu. Đây là kem dưỡng thể rồi thoa tay cho mẹ nè. Cái này là sữa rửa mặt dành cho mẹ nè. Cái tiếp nhỏ là rửa lên mẹ, cũng tiếp to là thoa cái người. Ok chưa? Cảm ơn chưa? Rồi hủ gì không? Thở gì ra? Bữa mẹ đòi lấy hủ gì? Nội tiết tố gì đó? À tiền mẫn kinh. Ủa sao ra mẹ lớn rồi mà? Thấy rồi. Lớn rồi, lớn rồi. Ô, tiền mẫn kinh. Rào sang rồi, bỏ hai rào. Quên thổ đây nè. Đó. Đó. Ôi trời ơi. Đắt đây mấy nào. Rồi đầy thùng luôn rồi cả nhà. Lấy son không? Mẹ lấy son không? Con gì mà biết gì đâu. Đây là uống để mà nội tiết tốt tiền mẫn kinh nè. Một ngày một viên đến nè, viên giùm con sao ăn nha. Rồi đem về không uống đi rồi muối đi hư á. Uống chi còn nữa. Nhà đi chịu mơn phải không? Rồi còn gì nữa không mẹ? Thấy đâu. Ờ, gì nữa không ta? À trang bây giờ cái khẩu trang. À khẩu trang. Lấy dùng khẩu trang lấy màu hồng với chị, cho lấy màu hồng cho nó đi. Ta bây giờ cái bạch. Chiều cho mấy chỗ này cho em luôn đi. Màu trắng với màu xám á. Lấy màu trắng với màu xám cho nó đi. Tôi quên gì đó mẹ. Rồi thấy rồi. Lấy lấy nước điểm chưa? À lấy nước điểm chưa đi. Đây nè nước điểm chưa lên đây. Nước qua liếm chưa luôn không? Trời. Nè màu trắng đây, chị cho nít màu xám đi chị. Ở này có màu xám nữa nè. Cầm xám lộn xám. Đây đây đây. Có mấy bịch à? Bi nó xài bộ trang màu hồng của mẹ. À biết rồi đó, thấy màu hồng, màu tím và màu xám nè. Không 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 không. Trái này nè. Cái dung dịch kia à? Trái này nè con. Không con đâu giữ lại nè. Đây. Nước liếm chưa? Mẹ biết nước điểm chưa không? Mẹ biết rồi. Rồi ok. Mẹ biết rồi nhưng mẹ không dám nói. Ừ rồi, ghẹo không biết bà già đâu. Rồi màu xám đó mẹ. Đây đây bỏ cho nó cho mấy bịch màu xám nè. Đầy thùng rồi đó, còn gì nữa không? Đầy thùng đấy đâu. Còn gì nữa không? Còn gì, nhiều hoa mày còn không? À, lên lấy mấy hũ mật ong. Chanh mật ong cu. 6 hũ em thấy cho nó lấy xuống đây cho chị luôn. À, hàng chi quên mất chứ. Chanh mật ong rồi về mẹ cho bà bốn đồ ngủ rồi nè. Quả sáo treo lấy lên đem giấy luôn hả? Sáo đi dục ra đi chọc chỗ nào. Thở có quát rồi rồi nha, có quát dục đi nè. Để về mà mẹ mày đi làm. Mẹ không đi làm gì chân á. Nghỉ làm rồi mày làm gì làm hoài. Cái này là gì nữa? À biết, mẹ biết gì đâu. Cây đàn bụng ở nhà nó có chưa? Có rồi. Để đây đi, mất công nó mất nữa. Ừ, vô tới Sài Gòn lấy cái cây đàn bụng. Cây đàn bụng là
Con kem hả mẹ? Còn kem xè mẹ không? Còn không? Còn không để biết gỡ luôn lần. Còn. Không cho mẹ tiếp kem chống nắng đi. Kem chống nắng còn không mẹ? Còn ít kìa. Còn ít cho. Mà đi lấy. Vô còn nửa hũ á. Đây lấy tiếp máy luôn. Nè tỷ giá nè. 500 mấy nè, 300 mấy là 800 mấy nè. Còn cái này gần 1 triệu bạc. 1 triệu bạc tiền đồ 2 triệu nữa. Là 3 triệu. 3 triệu. Móc móc xỉa đi, móc xỉa đi chị. Mỗi lần chị vô tôi tốn kém quá chị. Không có cả nhà vừa ghé cho, vừa lái còn ghé không cho. Bảo hả? Đây là chanh mật ong nè, chanh mật ong nè mẹ. Cái này về cho bà bốn một hộp. À, cái này là hạn sử dụng tới năm 2023 lận. Thì có 8 hũ nè. Để lại hũ, mua thử được không? Được. Cái này là chanh mật ong mẹ. Chanh mật ong là cô pha mỗi buổi sáng á, nước nóng. Đây nè, cô múc một muỗng ra cái ly, xong cô chế nước nóng vô. Cô khuấy thì lên nước ấm ấm được. Về cho mẹ hũ. Nè bà bốn hũ nè, ô mấy cái này phải quấn lại chứ không quấn bị tan nát rồi. Rồi cái thùng này bị nhỏ rồi. Thùng tráng hồi nãy đâu ta? Thùng tráng hồi nãy không ấy thì để bác đồ vô có một túi sách. Túi sách thì có ngon mà. Để lấy túi sách xuống nè. Không, túi sách nhưng còn của hai máy là chị dậu vô đuôi nữa là gì đó. Anh ơi, mời sư phụ soạn hàng xuống đóng dùm cái thùng này đi chứ giờ nó nhiều quá đâu. Chỉ có sư phụ sĩ beo soạn được không? Lấy mấy hũ quấn đi. Cho bà một hộp, cho bà bốn một hộp nha mẹ. Bao nhiêu đồ? Rồi cho bà ngoại một hộp. 6 hũ nè. Bà ngoại uống không á chứ. 6 hũ nè, không có thùng này được. Cho cô bốn. Cho cô bốn một hộp đi. Bà ngoại chắc bà ngoại uống quá. Để thùng đấy vô lên. Bà ngoại uống uống. Không, để cho cô bốn đi, cô bốn pha cho ngoại luôn. Cái này là mật ong nó đậm xuống nè. Về khuấy lên. Không có, quấn cái này quấn dài em nó bẻ. Chứ mẹ uống không có kịp đâu, mẹ ơi quá. Cái này để riêng đi. Đồ không bẻ được đâu. Không bẻ. Quấn chung vô chứ bẻ gì đâu mà. Đi xe chứ đâu có đi vô hàng tiết kiệm luôn. Ừ, đi xe mà. Ê, em xin lỗi mấy nãy giờ sư Bèo không biết quay YouTube, xin lỗi mấy nhà nha. Không biết, không có tội. Lẹ, lẹ, về còn đi event nữa trời ơi. Event nữa hả? Em đi event. Nè, cô Tám đây đâu, đưa hũ đến đây cô. Cô Tám đây. Bà bốn hũ. Bà bốn. Bà ba. Bà ngoại. Rồi cô bốn với mẹ nữa, hũ mọi người hũ đủ luôn. Ủa cô Tám ở Sài Gòn cũng có hũ nè. Nè. Nó lượng hũ à. Theo khuấy lên nha. Đưa cái bông cây lên. Này đây em đưa. Uống 1 ký. Nó nặng trịch luôn. Nó nặng mà được cái gì? Hơn 1 ký đó con. Ngon lắm. Hơn 1 ký nặng lắm. Đâu, hủ 1 ký mà. Một hủ 1.000 gram nè, 1.000 gram là 1 ký. Cái hủ này cỡ 1 ký mấy, cái 3 cái 4. Cái 3 cái 4. 1.000 gram mà. Cây cũng miễn trà nó về em. Nặng lắm. Không biết hơn chứ. Từ từ thùng nhỏ giờ lên thùng to rồi. Mày lấy gì mày lấy giữ vậy mẹ? Mày đi Sài Gòn cho mày hốt về quá trời luôn nè. Đi cơ. Cà phê. Năm hũ hả? Có đồ nữa hả? Cái phần đó là bự quá. Ok nhá, để đi mà. Đưa đưa đây, không có khỏe chút. Để cho nó khỏe đi. Cái thùng nhỏ cũng nên thùng nào mà thùng bự cũng nên thùng nào. Có bự nó nhiều hơn chứ. Thùng những người mà. Không, mình đi nghe, không ăn chuyện. Thôi bây giờ mẹ chui vô đây luôn đi. Mẹ chui vô đây đi, con đám mẹ vô đây luôn. Để cô, em ra em nói người ta lấy. Cô cho mình đầu. Đám mẹ con này nè. Yeah, lót cái này dưới trước cái này em nè. Cháu của bất qua bỏ vô cái bịch đây nè. Không, 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 mẹ biết mà. Biết mà. Biết mà. Mấy cái bộ đồ đó là của bất ba mà. Mấy cái bộ này mẹ có rồi mà. À, mấy đồ đó cũng vừa. Như là mẹ lấy cũng đâu, mẹ đâu cái size này size bự mà. Bự lắm mà, lấy của bất
ba là bốn bộ. Dạ, của chị mới tiền. Chị về có bộ nhỏ cho bà bốn bộ. Của chị năm chắc bà bốn này không được đâu. Ba lùng mà ba nhỏ con quá. Thôi bốn không có sao là vừa nhỏ. Ta xì bèo quấn lên là không bị bể. Rồi để từ từ anh bỏ vô giữa đi rồi em lót xung quanh khẩu trang. Không rửa nó chảy rồi đúng đồ sao? Mà chảy đồ nó có bao ni lông mà. Đúng rồi chứ. Đúng rồi đó. Đúng. Người ta lót ở dưới đây cho bừa cho nó mềm. Để nằm nên nó ngã ngay, nó đổ ngay. Để xuống giữa thùng á, cho nó vừa khổ xuống vô đó nó cũng làm thấy không. Nó cái khẩu trang vô nè. Nửa cái áo này giục đi. Lấy mét câu. Đồ máu mua cho không bạn. Để bạn đi lo mà. Đi làm có ổ đồ đi làm của mẹ qua tủ đồ. Đâu? Không có. Nghĩ sao mà bá. Mẹ đi lo mà. Thấy khó một cố luôn rồi. Ấy đâu khóc mày cái lòn. Nó mát đi. Bởi vì khó nó đi về vậy. Cát khỏi xuống. À, cái gì ta? Anh nghe. Lấy mấy hũ vô dầu cù là đó. Lấy về mấy hũ đi. Còn với đâu? Đây chỗ nào ai biết. Ở trên cậy á. Ôi mà nó có thành đang cốt con trong sao mà lấy. Đúng rồi, không chui vô trong được. Rồi, đợi khai sao đem về đi. À, ơi, đem về luôn, rảnh về cho bác ba rồi mấy ổng cho bác nó treo, máy tre mà. Hay là không biết để chỗ nào. Đâu cũng làm, sao biết được. Con trang rồi. Con khô tròn, ở trang khô tròn á. Nó phía hoài á, ở hoài khó lúc cửa chỗ á. Nó phía hoài cửa chỗ á. Mẹ mới lấy mấy thùng khô trang luôn á. Thấy mấy thùng lặng nè. Bảy thùng. Bà đã tham mô phẩm. Đó, nhớ nha, ngày nước miệng điểm chưa nha. Đừng có rửa lên mẹt đó, tàu ơi, cháy luôn á. Ở mẹ tôi. Cái lấy dầu, còn dầu ở đây quá chứ hả? Rồi, rồi, rồi. À, bữa con đang đây cho chị kêu nè. Không, dầu này có đâu. Ê, à, trả cho dầu gậu. Cái chai dầu gậu bữa nó bị băng qua đó nè, đưa trả trả, bữa con đây mẹ tính. Mấy cái chai dầu gậu của bữa mình. Lấy lên dầu gậu luôn rồi chị, lấy chai mới đi. Mình lấy lên. Đây nè. Cái chai xì đó, lấy cho nó đi. Đây, đây, đây. Quấn cái đầu lại. Quấn cái đầu lại cho mẹ đi anh. Chai số 8 nữa cô. Nè. Quấn đầu cho mấy cái chai này là mấy chai bơm này cả nhà. Bị bơm á. Nó cầu người ta nói kêu sao cho mẹ hờn ấy nữa. Không sao. Mấy cái hờn mới hết trơn á. Hờn mới mà người ta bơm á. Lúc đầu về gọi bị ấy đó. Chứ có sao đâu. Mẹ cũng được. Miếng cao là chị không nữa mình bỏ nè. À bỏ uống cả nhà. Bỏ chị uống. Bỏ vô cái bịch á. Để nó cái dột đâu không biết không chỗ cơ mà. Không quấn đầu rồi lột nữa. Sao? Còn gì nữa không? Đưa lấy anh lấy hộp ngũ cốc này xưa con đi cho bà ngoại. À, cho bà ngoại. Rồi đem cái thùng ngũ cốc này về cho bà ngoại một hộp ngũ cốc đi. Bà ngoại là một ngũ cốc nè, một chai dầu nè. Rồi một chai chanh mật ong mày để muỗng đi bà ngoại uống không được đâu. À. Mày để bà ngoại uống ngũ cốc đi. Chanh mật ong ngoại uống được chứ sáng pha miếng nước ấm nó bỏ vô uống thôi. Không biết pha chứ. Thôi bà ngoại để bà ngoại uống ngũ cốc đi sáng kêu bà ngoại dậy uống một bịch ngũ cốc. Ừ uống miếng nặng lắm tay bà ngoại cũng rung dày mà. Bà còn quen được với ông Henry nữa rồi dở quá. Sao đầu á. Cắt sâu quá rồi. Rồi sao mà chị tính cái thùng này của chị trị giá 5 triệu. Hôm qua chị đi la được 5 triệu coi như từ qua hết nợ. Từ nào hết rồi. Hết nợ không được. Rồi bây giờ là cua. Bây giờ là cho bây giờ cho mẹ tính đó là con không có đưa tiền mẹ. Đưa chị He đưa tiền mẹ cho một ít cho mẹ đâu. Đi xe. Còn tiền không chị bái? Còn mà, mày về xe đủ mà. Còn nhiêu? Còn 3 triệu. Đem vô 3 triệu vậy, nguyên còn 3 triệu luôn. Tiêu vô đây, em có còn không chứ. Rồi chị yeah, đưa tiền xe cho mẹ nha. Đạp xe cho mẹ tính rồi, xe giường nằm. 5 trăm, ghế nằm ở giữa, ở tầng dưới. 4 giờ ra bến xe gần nhà luôn. Rồi bây giờ thì... Em cái tủ á. Trời ơi, thầy mà. Thầy cũng treo vỗ quá. Rồi lấy bút lông đi nè, lấy bút lông đi vô. Cái chữ tấm vô đó con.
ghi là mẹ tính vợ yêu dấu của anh Tony. Không, anh đã tính, anh đã tính. Cái chặt mẹ tính quà cả nhà, mẹ chiều nay hết chặt. Rồi bây giờ là mình tiền mặt á thì mình không có đưa cho mẹ, tại đi xe rồi này kia sợ bị móc túi. Cho nên là mình sẽ chuyển khoản vô tài khoản của Hồ Nguyễn Hoàng Tri. Hồ Nguyễn Hoàng Tri á. Thôi chị nhìn thêm bại này nó không biết rút không? Chị nhìn thêm bại. Thôi chị nhìn thêm bại, thêm bại đem xuống đi. Rồi. Tổng cộng là cho chị tính 15 triệu, 5 triệu tiền lai nữa là 20 triệu bắt tay cái đẹp lẹ lơi. Thôi nó cho chị giữ bắt tay mà. Bắt tay lẹ lơi. 5 triệu tiền lai rồi không đi. Rồi 15 triệu tiền cho thêm nữa. Rồi. Thì ấy là cho của đợt này thôi, chừng nào vô nữa cho nữa. Đó mày thấy không? Con nói là cuối tháng 11 chăm sinh mẹ bỏ một mùa là vô đây với đứa con. Lại tìm như con hộ với con chứ mình con là anh không có tương tác. Không dưỡng anh không. Nè nói là nói đâu nghe đâu mà. Không, mẹ mà không vô là biết bao nhiêu con người nhìn đó không? Bây giờ này. 10 người. 10 con người ta trông chờ bà mẹ với cô ba trăm lốt ổ rồi á thì mẹ tính vô phụ con trai live stream, mẹ tính bỏ một mùa làm ruộng thôi rồi mày về mà làm tiếp chứ đâu mất chịu đâu mà. Nói chung là khoảng 10 ngày thôi cả nhà, xin mẹ tính 10 ngày thôi. Sao bây giờ mày tính ấy mày tính sao 10 ngày cũng bèo đó mà. Cái này là 10 ngày 15 ngày mẹ mày phụ chứ bây giờ Tết mà 100 đồng ổ mình con là không có được. Đừng nói nữa, không vô đâu. Thôi mẹ vô đi nha, vô đi con nhé, đẻ không vô rồi cứ kêu suốt cả nhà làm ruộng hoài mày, mẹ đi mở nhà nổi vô luôn đi, vô mẹ ở bên đây mà đây chi mà bón hồi với con thôi nói thiệt à, nói vô đi đi, chiến này gạt nữa là rầu đó đẻ luôn rồi. Để về bãi mà suy nghĩ nha, để về bãi mà suy nghĩ rồi. Rồi thôi mẹ tính về mình giỏi nha ơi. Không vô á, mà tính vô á. Vô 3 ngày. Vô được 3 ngày rồi đòi về nữa mà. Không có bao giờ mà vô mà chơi với con kém rồi đâu. Không, mày không bỏ hết cũng được mà mày làm những năm mấy xào thôi. Mày trả nhanh cái mày vô. Thế là tụi con muốn mẹ vô chủ yếu là để cho mẹ nghỉ ngơi bớt thao chứ không phải là để mẹ vô mày chăm em rồi gì đâu. Còn cái đó con tìm người. Nhưng mà ý là cho mẹ nghỉ ngơi bớt đi chứ. Chứ lẹ con phải có trách nhiệm chứ. Nè cháu nội đã không lo rồi, cháu ngoại cũng dẹp luôn. Bây giờ cháu nào cháu ngoại là bây giờ nó không bèn với đám ruộng nghe. Cháu nội cũng lo, không lo. Không lo. Ý con nói là chưa có nuôi. Chưa nuôi chứ cũng không có cần. Thôi để cho mày tính về suy nghĩ nha cả nhà ơi. Mày tính về suy nghĩ gì đâu mà. Vô hả, mày tính vô. Ra để khám đi. Rau, đạt rau, không vô, làm ruộng nha, quyết định chọn làm ruộng. Khám rau. Không có đi đâu mà. Không nhiều chứ, 10 ngày được chứ năm. 10 ngày được mẹ. Nhưng mà 10 ngày rồi ruộng bỏ e, bây giờ lỡ làm rồi, bây giờ thà là mẹ bỏ luôn cái mùa đó. Mà biết nợ, mày xạ 2-3 đống rồi mày đi thôi. Em hỏi anh chứ làm biết kiểu gì, bây giờ lấy nhận của tay he mẫu đầu. Không, bỏ chứ. Mình bỏ một mùa, có sao đâu, bình thường mà. Mình bỏ một mùa. Mình bỏ mấy đống một mùa, mày làm vài đống thôi. Không vô với tụi con rồi Tết nhất mấy đứa con về cho nó xong bài. Rồi xong rồi đó, không nói nha, nói mấy công khóc, cái dính chùm luôn á nha. Đây coi kìa. Có màu nó đó. Có màu kìa. Vô đâu, đọc suy nghĩ rồi. Nhớ nhận mua tay heo mẫu ruộng nghỉ sao mà vô anh. À mẹ vô, mới đọc lại rồi mẹ vô rồi. Không, vô thì có vô nhưng 2 ngày đâu. Thôi mà, 2 ngày cho được. 10 ngày, ít nhất là 10 ngày. Không một tuần chứ, ít nhất là một tuần, ngủ hơn 10 ngày. Đưa bút lên nè. Con mẹ nè, da rồi nó nóm hết kìa cả nhà. Da giả rồi nè, thấy chưa? Làm ruộng. Rồi nó hoặc không nghe mày quá, nó riết rồi bị nõn luôn á. Làm ruộng đam mê cái gì mà làm đủ ăn thôi chứ. Có đồ gút về nữa nè, thấy bộ không có nè. Người gút mày mới mua hả? Lấy quèm á. Mà tính mà gút nè. Măng đẹp lắm á, anh chân. Chân của mẹ xay nhỏ mà xay ngon vừa luôn. Mẹ mời như thế mẹ. Trời ơi, đâu vết này của ông Tony gửi về đó, ngon vừa đâu. Trời ơi, vết này mà đi đám cưới là đẹp luôn á. Tuyệt vời. Đi đám cưới được mà. Hả? Đẹp mà, được mà. Không, để mua cho ảnh cái đôi mà có hoài luôn. Có hoài sao coi, nó dễ đi ha. Mẹ không vô. Còn cái clip mà lanh.
Vô. Đấy, vô. Đấy, vô. Đây. Mày tính vô rồi đó mày. Vô 3 ngày vô làm gì? Rồi, mày tính vô 10 ngày. Ok, mày tính vô. Không, 15 ngày. Được vô đồ tiên. Vô rồi, nói chứ 15 ngày cô Bi đổ quả một mình. Rồi, nó tội em. Có bước 3 rồi mà, nhỏ bước 3 chứ thôi. Thôi, bò ngá rồi, nói chứ cực lắm. 10 ngày là ok rồi. Mày tính like với anh 10 ngày, mày thương like 10 ngày nữa. Là được rồi. Nghe mẹ. Vô nghe. Đấy, tụi mẹ. Không, mà mẹ nói hoài không nghe mày chứ. Có một người thôi là được. Okay. Chả hay con ghé nó. Vô tay nè. Con ghé nói bao nhiêu lâu nay không nghe. Mày tính đồng ý vô rồi nha cả nhà ơi. Mày tính đồng ý đi cô quan tâm xin rồi chứ vô phụ xíu đây nha. Con ghé nói không nghe, con ghé nè, chu cấp nè. Rồi lo này lo kia, mua này mua kia, cho này cho kia, nó không nghe. Một không nghe là không nghe. Sĩ Beo nè, phá trùm phá luôn. Có mày tính mà về cũng con nghe nó còn thì á đó. Ờ mẹ đi, mẹ đi. Đó con của mẹ đó. Còn con là con ghẻ. Nó vui ra nha, cả nhà đừng có nghĩ gì tùm lum tà la ra nha. Không, nó thiệt chứ vui gì. Nó vui ra, nó vui. Em nói không bao giờ nghe, trơn Sĩ Beo qua nó nghe liền chón. Em thế thằng con tre là tao nói thù thì thú tí là nó ấy còn 300 là cứ nó hoài, nó to nó nhỏ rồi y hiếp rồi làm đủ thứ mọi thứ. Không là không bây giờ rồi, hồi nãy giờ năn nỉ mẹ vô mà tại em kêu không vô, bây giờ mẹ chịu vô rồi cái em nói ngược lại là hai thằng con trai nói ngay mình nói nghe thiệt mà anh nói mẹ mới nghe chứ em nói hỏi mọi người coi clip mọi người sẽ biết là em đang nỉ cầu cái lúc mà đợt trước em về rồi em nói đừng có làm ruộng nữa, làm năm sò thâu hứa đã đời, quéo lô tay đồ, quéo tay đồ đã đời, cuối cùng về nhận thông tin làm he mẫu đó. Em hỏi anh vậy có phải nó sợ em chưa? Tự nhiên nhận rau để mẹ kiếm mày, mày làm năm sò thôi, năm sò đổ an tao về có e cô toán, mẹ mày mới nhận ruộng của ông Lâm gì đó he mẫu ruộng cũng cô toán nó khe ra rồi chứ e. Đây là bây giờ mẹ cái đi bên chú Trọng không? Thôi đi, chạy rồi. Rồi mấy ba cả nhà kìa. Rồi mấy ba cả nhà nghe cả nhà. Nói chung là mẹ tính hôm nay về quê nha cả nhà ơi. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tao mà tính tiền chung rồi mấy trăm cho hồi CB TV luôn nha. Không, để hồi cùng đi về gen cô. Nói chung là... Chứ lẽ là mà mẹ tính mà không vô là con điện thoại con khác con réo mỗi ngày. Mẹ mà không vô đi con gọi điện con khác rồi con em bé nó khác đó là con gọi điện cho mẹ tính xong em bé nó khác ré lên. Con gửi cho mẹ cô à. Con gửi cho mẹ cô à. Hồi bữa con gửi vô 500 để miếng thôi chi. Thì bữa con chuyển, bữa em chuyển khoản thử, bữa em khùng ghê. Chuyển khoản 500 đồng thôi không, tiền chuyển khoản 500 ngàn. Rồi để luôn trả giờ không biết rút. Thì nó cũng còn đấy đâu. Để là còn đó, như ý là anh không biết rút. Để tới nay về chỉ nó rồi. Còn bây giờ tao, cái tài khoản đó thì mình vẫn rút được tao. Còn bây giờ là cái tiền này con chuyển về cho tính bãi. Rồi mẹ lấy mày đi đám đi tiệc đồ này kia đó. Cái tiền đó là tiền con trao nha, còn tiền YouTube là riêng. Tiền YouTube là con để cuối năm con ấy một cục là con làm giờ cho tiếp nữa. Thôi, năm nay con đẻ đâu. Năm nay là vô đây là đi vô 10 ngày. Thôi, làm cho gì 10 mà 8 cây còn để cho con Bi. Không bằng giao. Ủa thì mẹ thì con cũng đưa cho mẹ, mẹ muốn làm gì mẹ làm chứ con đâu có tiền con đâu. Đi. Tiền nó chất của chị mà đâu không có. Chị muốn làm gì làm. Nói chung là mẹ xin quay lên nha. À, trong đây trong Bi đừng Bi đi rồi xin qua ai quên cho mẹ điện thoại nữa đó. Điện thoại đó điện thoại cái điện thoại iPhone mình mấy triệu đó để giao về sau để giao về sau cái đó để tới quay mẹ tới về quay thôi biết bữa nó gửi về luôn bữa nào thì còn cái iPhone nữa để gửi về cho mẹ quay cho nó rõ cho mọi người nó kêu là mẹ tính quay cái điện thoại mờ quá cái màu đỏ của em hả ừ là cô quan tâm chờ iPhone 14 về là mới đưa cho mẹ cái đó nha cả nhà. Chứ không lẽ đưa mẹ cái iPhone 14. Anh nghĩ anh mua cái iPhone 14 cho mẹ xè cả mẹ. Mẹ sao mà mẹ xè cái iPhone nó được. Không mẹ đâu có biết xè đâu. Ủa cái gì mà tao nghe mày đã bụng mà bụng. Thôi bye bye cả nhà nha. Rồi mẹ.